Dạ, con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì con đang có mặt tại trường học và chuẩn bị tiến hành phát 50 phần quà cho các em học sinh, phần quà của đến từ cô Hiền ở Canada. Dạ, thì cô chú anh chị cùng đón xem bữa nay vui như thế nào nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Thì cô chú anh chị ơi, bữa nay là các anh em, mấy anh em con phát quà cùng với các thầy phát 50 phần quà của cô Hiền ở Canada gửi cho các bé nha cô chú anh chị. Bé tội nghiệp gì ta? Cười đi con, cười ơi, cười cũng hà tiện nữa ta. Xíu rồi sẽ trao quà cho chúng ta ha. Chúng ta giữ trật tự cũng là. Thì kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô cũng như các em học sinh thân mến, thì đất nước ta hiện nay đang có những thay đổi kỳ diệu về mọi mặt như kinh tế, xã hội. Đất nước có nhiều phát triển giúp cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Song đâu đó vẫn còn những gia đình còn nhiều khó khăn, nhiều học sinh sống trong sự thiếu thốn thiệt thòi. Để làm ấm lòng lại học sinh nghèo trong những ngày cuối năm học, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hưng Bắc và anh Đinh Văn Ngôn vận động cô Hiền Việt Kiều Canada 50 xuất quà tặng cho học sinh nghèo chịu khó học giỏi của nhà trường Đại học 2 Vĩnh Bắc. Đó chính là lý do của buổi họp mặt hôm nay, đề nghị chúng ta quan nghênh. Về dự hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Tổng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hưng Bắc. Ông Lâm Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Hưng Bắc. Ông Đinh Văn Ngôn, chủ tài khoản kênh YouTube Đinh Văn Ngôn. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu thầy hiệu trưởng Nguyễn Nhân Ninh cùng các thầy cô điểm ba buôn Dàm và các em học sinh nghèo vượt khó đã tề tụ đông đủ một lần nữa, đề nghị một tràng pháo tay nhiệt liệt. Nguyện của các cơ quan ban ngành, các đoàn thể, xin mời thầy hiệu trưởng đại diện nhà trường lên phát biểu. Xin mời. Các em chúc mừng sẽ được các chú, các anh nha. Phát quà cho các em có mừng không? Mừng. Có vui không? Vui. Thầy đề nghị các em gửi một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt để làm gì các em? Để cảm ơn các anh các chú hôm nay đến đây phát quà cho học sinh nghèo vượt khó học tập tốt. Như vậy thì thầy cũng mong rằng qua cái phần quà này trong năm học này, đặc biệt là gần tới kỳ thi cuối kỳ rồi, cuối năm học rồi, và trong năm học tới sau nữa, nó sẽ là cái nguồn động viên để các em vươn lên trong học tập. Các em có đồng ý không? Đồng ý. Cũng
thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường cũng xin chân thành cảm ơn anh Đinh Văn Ngôn, cảm ơn chú Lâm Hà, anh Đồng, của đại diện của hội khuyến học và ủy ban mặt trận xã cũng với anh Ngôn hôm nay đến tiếp khách quà, cái phần quà do cô Hiền Việt Kiều Canada gửi tặng học sinh nghèo của nhà trường. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng thời gian tới cũng rất mong cái sự quan tâm của lãnh đạo đoàn thể cấp xã cũng như là của anh Ngôn để học sinh nghèo của trường một phần nào bớt đi những khó khăn để các em vươn lên trong học tập. Cũng thay mặt cho nhà trường xin trân trọng cảm ơn các chú các anh hôm nay đã đến để phát quà cho học sinh nghèo của trường tiểu học Nam Quốc 2. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Ngôn nhé. Bé này để đây đi. Con ở đó đi. Con bỏ đi. Một chút xíu rồi con ở lại. 2. Nguyễn Nhật Anh, lớp 1. 3. Trần Thế Anh, lớp 1. 4. Nguyễn Hữu Chí, lớp 1. Hồ Quốc Hải, lớp 1. Lê Nguyễn Thí Lam, lớp 1. Nguyễn Đoàn Anh Thư, lớp 1. Quỳnh Ngọc Lụa, lớp 2. Lê Thanh Tuyền, lớp 2. Lê Ngọc Thí, lớp 2. Hôm phần quà này xin mời anh Tổng Phó Chủ tịch Hội Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam muốn chào cho nghe.
xong rồi, xong rồi. Ơi. Rồi xong kêu hãy cho mấy em chương trình trao quà cho học sinh nghèo vượt khó của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin mời các em lên lớp để tiếp tục tiết học. Xin mời quý đại biểu. Lớp 5. Nhí là lớp 3 gì đó. Tiếng Anh ơi, hỗ trợ em mới lên lớp Tiếng Anh ơi. Tiếng Anh, hỗ trợ em mới lên lớp. Hỗ trợ em bé nãy lên lớp. Cô chú anh chị ơi, đây là trường hợp một bé đặc biệt cho cô chú anh chị. Đây là một bé có trường hợp đặc biệt với cô chú anh chị. Dạ cô chú anh chị ơi, thì vừa rồi con vừa hoàn thành xong nhiệm vụ là phát 50 phần quà của cô Hiền ở Canada dành tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Dạ thì anh em con xin phép được kết thúc và rút lui nha cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị ở một clip kế tiếp. Dạ rồi, xin chào.